Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện kế hoạch số 387 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm năm 2020 với chủ đề nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, các đơn vị liên quan đã thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tại 12 tỉnh, thành phố. Tại hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình, đoàn công tác số 03 do đại diện lãnh đạo vụ khoa học và công nghệ Bộ Công Thương làm trưởng đoàn cùng các đơn vị liên quan đã thanh kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, đoàn công tác đánh giá, tuy là hai tỉnh miền núi cũng như các địa phương trong cả nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng lãnh đạo hai tỉnh này đã quan tâm kịp thời chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhất là trong lĩnh vực nông sản, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm nông sản tới người tiêu dùng an toàn, hiệu quả. Tại Sơn La, lãnh đạo tỉnh cho biết, mặc dù Sơn La gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên lãnh đạo tỉnh đã hết sức nhanh nhạy, kịp thời chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về lĩnh vực an toàn thực phẩm, kiện toàn Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm cũng như thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, ban hành các văn bản, kế hoạch xúc tiến thương mại các sản phẩm đủ chất lượng an toàn thực phẩm tới người tiêu dùng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để mà thực hiện việc này, để giao trách nhiệm cho đến từng tập thể và cá nhân trong việc thực hiện triển khai cái an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung có những khó khăn riêng. Thế nhưng không phải khó khăn đó là chúng ta không làm. Chúng ta vẫn phải làm và càng phải làm nhiều hơn để đảm bảo về an toàn thực phẩm cho nhân dân của chúng ta, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Mà chúng ta phải tuyên truyền vận động để đi sâu vào với tiềm thức của người dân, để làm sao mà toàn dân chúng ta cùng nhau một ý chí đảm bảo an toàn thực phẩm chính là đảm bảo về an toàn sức khỏe cho chính mình. Ngay từ đầu năm, Sơn La đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra tại địa phương. Mỗi đoàn giao một sở chủ trì, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, các phần việc liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về kiến thức an toàn thực phẩm, thông qua phát huy hiệu quả hệ thống loa tuyên truyền tại các thôn, bản, tổ dân phố, lồng ghép thông tin về tuyên truyền an toàn thực phẩm với việc truyền thông trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Điều này cho thấy sự linh hoạt của Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La. Để đánh giá cụ thể, đoàn kiểm tra liên ngành đã đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số doanh nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ thương mại tổng hợp. Hôm nay đoàn liên ngành của Trung ương kiểm tra an toàn thực phẩm thì các anh cũng đã kết luận là chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn chất lượng rất là tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra thì cái hồ sơ cũng rất là đầy đủ, nhưng đặc biệt thì trong năm nay ấy, công ty của tôi cũng như là rất là khó khăn, cũng tình hình chung từ Tết đến giờ ấy, khi là Covid nó xảy ra, sản phẩm chúng tôi sản xuất ra là không xuất được. Đấy, nên bây giờ là bên Sở Công Thương cũng như là từ công ty tìm hiểu các cái địa chỉ hàng để làm sao mà xuất được khác các đơn vị khác nữa, như kiểu Dubai hoặc là Hàn Quốc. Còn tại tỉnh Hòa Bình, đây cũng là một trong những địa bàn cung cấp thực phẩm cho đồng bằng châu thổ sông Hồng, đặc biệt là khu vực Hà Nội, nên việc bảo đảm an toàn thực phẩm càng phải được đề cao. Nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tỉnh còn thường xuyên tổ chức lễ hội cây ăn quả có múi, tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả và nông thủy sản an toàn chất lượng của tỉnh Hòa Bình, nhằm quảng bá các sản phẩm của địa phương, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức cá nhân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng đến nâng cao giá trị gia tăng, an toàn thực phẩm. Hòa Bình cũng đã hình thành hàng chục chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, cung ứng hơn 10 triệu tem truy xuất nguồn gốc, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung các sản phẩm lợi thế như cam, quýt, bưởi, mía tím, rau hữu cơ, gà đồi, lợn bản, dê núi, cá sông Đà, mật ong, v.v. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp thực hiện quy trình Việt Gáp, Global Gáp, được cấp nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý. Nổi bật là cam Cao Phong với khoảng hơn 1 triệu hecta được cấp chứng nhận Việt Gáp, được người tiêu dùng cả nước biết đến, trở thành thương hiệu nông sản mang tầm vóc quốc gia, có sức vươn bền bỉ ra thị trường trong nước và quốc tế. Là cái người nông dân thì hiện nay cũng đã ý thức được cái việc mà sử dụng các chất bảo vệ thực vật cũng như là các chất cấm trong chăn nuôi, bởi vì thực tế Hòa Bình cũng là một cái địa bàn mà có thể là cung cấp cái thực phẩm cho đồng bằng châu thổ sông Hồng, đặc biệt là khu vực Hà Nội. Chính vậy, nếu cái chất lượng thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp của Hòa Bình mà không tốt
thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái trực tiếp đời sống người nông dân, nên thông qua cái việc tuyên truyền, ý thức người dân cũng đã là được nâng lên, và cái việc mà an toàn thực phẩm trong cái người nông dân, người dân là được nâng lên rất rõ rệt. Trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp an toàn thực phẩm, hầu hết các doanh nghiệp của tỉnh Hòa Bình đã chủ động đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như các điều kiện về an toàn thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp nuôi trồng chế biến nông sản thực phẩm cũng đã chinh phục được các thị trường xuất khẩu khó tính như EU, Nhật Bản, vân vân. Bằng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được các tiêu chí về an toàn thực phẩm khắt khe nhất. Để xuất khẩu được thì chúng ta phải trước tiên phải về cái an toàn vệ sinh đảm bảo, cũng như là về chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là về các tiêu chuẩn về các chất phụ gia. Chúng tôi chấp hành đầy đủ các quy định cũng như quy tắc của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì chúng tôi làm một ngành nghề sơ chế, để mà xuất được sang thị trường Nhật Bản là một thị trường khó tính thì trước tiên là chúng tôi phải đạt cái tiêu chuẩn 5S. Về an toàn vệ sinh thực phẩm thì trước tiên là công ty thường xuyên là tập huấn hàng năm cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, từ lãnh đạo cho đến cán bộ công nhân viên đều được tập huấn kiến thức và khám sức khỏe hàng năm, và thường xuyên công ty cũng nhắc nhở anh chị em về những cái thao tác làm việc trong các cái bộ phận của mình, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ các cái khu làm việc và các cái trang thiết bị công cụ làm việc của mình. Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của tỉnh Sơn La và Hòa Bình, đồng thời đề nghị hai tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại bằng các hình thức truyền thống và hiện đại, phù hợp với đặc thù của địa phương, để các doanh nghiệp tiếp cận thị trường cũng như người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đoàn cũng đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương nhằm hoàn thiện hơn về cơ chế chính sách an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại hiệu quả trong thời kỳ hội nhập.